Không biết là cái món này liệu có thể trở thành cái trend ẩm thực cuối cùng của năm 2023 không, nhưng mà tôi thấy nó cực kỳ hấp dẫn luôn anh em ạ. Đấy chính. Ui, nhìn ngon đấy. Bây giờ thì mình sẽ thử đi mua về ăn xem như nào nhá. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình đang đi rồi nhá. Đấy, lạp xưởng Hà Khẩu này. Thì lạp xưởng Hà Khẩu thì đến từ Trung Quốc nhá các bạn nhá. Thì hôm nay mình đi mua với chị Mon các bạn ạ. Đấy, nhìn ngon phết. Các bạn nhìn cái mặt này này. Đấy, trời, biến hình các bạn ạ. Lọc nước luôn. Có vị tứ xuyên đúng không? Đúng rồi, nha. Chấm siêu cay không? Ngọng nước. Mơ. Theo mình đánh giá ấy, thì cái này rất là ngon nhá. Nó có vị tứ xuyên các bạn ạ. Thì bạn nào mà chưa ăn thử ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên thử một lần. Đấy, quá là ngon luôn. Nó ngon hơn cả lạp xưởng bình thường rất là nhiều lần luôn.